Chỉ 3 ngày sau trận thua 0-1 trước Manchester City trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea tiếp tục có chuyến hành quân đến Etihad để gặp đối thủ này. Về lý thuyết, đây được xem như là cơ hội để đội bóng thành London trả món nợ trong trận đấu vừa qua. Nhưng trong bối cảnh mà Chelsea khủng hoảng cả về lực lượng lẫn phong độ, chuyến đi này của đoàn quân huấn luyện viên Graham Potter được dự báo sẽ lành ít dữ nhiều. Potter vẫn giữ căn bệnh cũ ở Brighton, đó là tấn công thiếu hiệu quả. 5 trong 7 trận gần nhất, Chelsea của ông không thể ghi bàn. Ngay cả khi mất một loạt ngôi sao ở chấn thương, đây vẫn là thông số không thể chấp nhận với một đội bóng lớn như The Blue. Ở hướng ngược lại, Man City vẫn duy trì sự mạnh mẽ thường thấy. Cho dù hụt chân ở một số thời điểm không ai ngờ đến, nhưng Man City chưa bao giờ cho thấy họ có dấu hiệu sa sút phong độ hay khủng hoảng cả. Với dàn cầu thủ xuất sắc trải đều ở mọi tuyến từ đội chính đến đội dự bị, Man City vượt trội Chelsea ở trận đấu hôm nay. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ giành thêm một bàn thắng, thậm chí là thắng đậm trước Chelsea. Đúng với tính chất của một trận đấu thuộc FA Cup, khi các câu lạc bộ thường sẽ trao cơ hội cho các thủ trẻ nhằm giữ sức cho nhiều trụ cột trong giai đoạn nước rút khốc liệt sắp tới, huấn luyện viên Pep Guardiola đã trao cơ hội cho những Julian Alvarez, Cole Palmer, Sergio Gomez ra sân trong đội hình chính. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Graham Potter cũng có cho mình những sự thay đổi khi Lewis Hall, Humphrey, Chalobah được thi đấu ngay từ đầu. Tất cả đều mong chờ những thay đổi của thuyền trưởng câu lạc bộ Chelsea sẽ mang lại kết quả cao khi vị huấn luyện viên này vẫn chưa tạo nên những dấu ấn rõ nét trong lối chơi của The Blue. Đặc biệt hơn, tân binh mới của Chelsea là Benoit Badiazile cũng được đăng ký trong trận đấu này nếu tình hình thuận lợi. Rất có thể Badiazile sẽ có màn ra mắt các cổ động viên Chelsea ngay trong ngày hôm nay. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, rất bất ngờ khi đội bóng thành London lập tức lao lên chơi đôi công với đội chủ nhà và tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Nhưng chỉ sau 14 phút, Manchester City đã cho thấy đẳng cấp của họ khi dần chiếm lấy thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. 5 phút sau, cơ hội đầu tiên đã đến với nửa xanh thành Manchester khi Cole Palmer phá bẫy việt vị thông minh để đối mặt với Kepa. Nhưng cú đá cuối cùng lại đi ra ngoài mép lưới. Dẫu vậy, The Citizen không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đối mặt với sức ép của đội chủ nhà, Chelsea đã để cho Man City được hưởng một tình huống đá phạt nguy hiểm cách khung thành chừng 25m. Và Riyad Mahrez với một cú sút vô cùng đẳng cấp, không cho thủ thành Kepa một chút cơ hội nào đưa Man City vượt lên dẫn trước. Khi những thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu chưa kịp phát huy tác dụng, các cầu thủ của Chelsea đã phải nhận ngay một gáo nước lạnh. Điều này càng khiến The Blue gặp phải nhiều khó khăn hơn khi đây là sân Etihad. Và với việc tinh thần của đội chủ nhà lên cao sau bàn thắng khai thông tới bế tắc, những phút sắp tới sẽ là điều không hề dễ dàng với cầu thủ không có nhiều cơ hội ra sân. Có được lợi thế, Man City tiếp tục tràn lên dồn ép Chelsea và trong một tình huống cố gắng hỗ trợ phòng ngự, Kai Havertz đã để bóng chạm tay tương đối vô duyên trong vòng cấm. Đứng trước chấm phạt đền, nhà vô địch World Cup 2022 Julian Alvarez không mắc bất cứ một sai lầm nào giúp Man City có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ý đồ chơi đôi công với Man City của huấn luyện viên Graham Potter hoàn toàn đổ bể. Sau hai bàn thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ liên tục có cho mình những tình huống phối hợp nguy hiểm. Trong khi đó, Chelsea chỉ còn biết gồng mình lên chống đỡ từng đợt tấn công của đội chủ nhà. Nhưng họ cũng chẳng cầm cự được lâu. Đến phút thứ 38, nhận được đảo cánh quá chính xác của Rodri, Mahrez với những tình huống đỡ bước một sở trường, ngay lập tức trồng biên cho Kyle Walker. Hậu vệ phải này có một đường căng ngang không thể vượt tầm hơn, đặt Phil Foden vào vị trí dứt điểm thuận lợi. Và bàn thắng thứ 3 đã đến sau pha dứt điểm quyết đoán của cầu thủ trẻ này. Trận đấu coi như đã kết thúc với Chelsea, các thủ trên sân đều hiểu họ không còn gì để mất và cố gắng tạo ra những pha lên bóng cùng những tình huống tấn công lên phần sân của đối phương. Nhưng với một tập thể rời rạc, thiếu tính liên kết, các miếng đánh của The Blue giống như những lưỡi dao gùn, gần như vô hại với hàng thủ của Man City. Hiệp một kết thúc với lợi thế quá lớn dành cho đội chủ nhà và Graham Potter chắc chắn sẽ có những điều cần phải thay đổi sau hiệp đấu thảm họa này. Chỉ kiểm soát bóng 39%, không một cơ hội, không một cú sút và nếu không thể giành chiến thắng, ít nhất Chelsea cũng nên có một bàn thắng danh dự. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, chiến lược gia người Anh lập tức có cho mình hai sự thay đổi khi Zakaria cùng tân binh David Dato Fofana vào sân. Ý đồ của Chelsea rất rõ ràng, họ cần tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đâu thể để Chelsea dễ dàng thực hiện mục tiêu ấy. Đội khách chăm chỉ pressing và cố gắng đoạt bóng ngay bên phần sân của Manchester City. Đại diện của thành London cuối cùng cũng đã có cho mình cú sút đầu tiên khi trong một tình huống dàn xếp đá phạt nhanh, Mason Mount quăng chân phải đưa bóng đi chéo góc khung thành của thủ môn Ortega. Huấn luyện viên Graham Potter cố gắng thay đổi cả với con người cũng như cách chơi của Chelsea.
Nhưng với huấn luyện viên đã quá nhiều kinh nghiệm trận mạc như Pep Guardiola, Man City vẫn tỏ ra trên cơ một cách rõ ràng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha lập tức có cho mình phương án nhằm đối phó lại những điều chỉnh của người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, lần lượt Cancelo và Calvin Phillips vào sân nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng của The Citizen. Với lợi thế 3 bàn cách biệt, đội chủ nhà thi đấu thong dong và không quá sa đà vào các tình huống tấn công như trong hiệp 1. Man City chủ động kiểm soát bóng, không cho đội khách thực hiện ý đồ cố gắng tấn công của mình. Với trình độ kỹ thuật cao và tính nhuần nhuyễn trong lối chơi, các vị trí trên sân của Man City phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý và khiến cầu thủ Chelsea lúc này chỉ biết đuổi theo quả bóng trong vô vọng. Man xanh không chỉ kiểm soát bóng tốt mà họ còn rất biết cách tăng tốc và tiếp tục tạo nên những cơ hội ăn bàn. Phút 72, sau những pha đập nhà đầy quen thuộc, bóng đến chân của Mahrez, tiền đạo người Algeria đi bóng sở trường từ cánh phải, rẽ vào trung lộ rồi dứt điểm căng đưa bóng đi sát cột dọc trong gang tấc. Chelsea càng đá càng trở nên tù túng một cách lạ thường với những con người mới được thay vào trong hiệp 2 như Hutchinson hay là Chukwuemeka. Chelsea vẫn chẳng cho thấy có điều gì khác biệt hơn trong cách chơi của họ. Đội khách giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi và chấp nhận chịu trận. Những cơn ác mộng chưa kết thúc với The Blue. Phút thứ 85, sau khi nhận đường chọc khoe quá thông minh của Bernardo Silva, Phil Foden thoát xuống và có một tình huống che chắn bóng khéo léo buộc Koulibaly phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay và chấm phạt đền, và Riyad Mahrez trong một ngày mà phong độ của anh đạt đỉnh đã hoàn tất cú đúp của mình sau cú sút penalty cực kỳ quyết đoán. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho đội chủ nhà. Vậy là đúng như những gì mà nhiều người đã dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra, Chelsea với phong độ ở thời điểm hiện tại phải đối mặt với một Manchester City rất mạnh ở sân nhà. Kết quả thua cuộc không khiến người hâm mộ của đội bóng này bất ngờ. Nếu cứ tiếp tục chơi tệ như vậy trong quãng thời gian sắp tới, Chelsea hoàn toàn đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay, và thậm chí tệ hơn là họ không nằm trong top 4 và đánh mất tấm vé được chơi tại UEFA Champions League. Còn với huấn luyện viên Graham Potter, thất bại này tiếp tục xoáy sâu vào thành tích tệ hại của ông trong quãng thời gian gần đây. Nhưng cũng khó có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu vị huấn luyện viên này khi mà cơn bão chấn thương đang càn quét đội hình của họ. Có quá nhiều cầu thủ trụ cột đang trong bản danh sách bệnh binh của nửa xanh thành London, và với việc không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, việc Chelsea phải nhận những kết quả bất lợi trong thời gian gần đây là điều có thể hiểu được. Thực tế trong trận đấu ngày hôm nay, Graham Potter đã cố gắng sử dụng tất cả những gì mình có trong tay, nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Man City, các cầu thủ trẻ của The Blue chẳng thể làm nên chuyện. Dẫu vậy, việc bị loại khỏi FA Cup không phải là điều gì quá kinh khủng với huấn luyện viên Potter và các học trò. Giờ đây họ có thể giảm tải số trận mà họ thi đấu, qua đó gìn giữ lực lượng cho các mặt trận quan trọng hơn ở mùa giải năm nay. Với Manchester City, đội bóng này tiếp tục chuỗi trận thăng hoa của mình. Dù cho Pep Guardiola đã cất đi những Kevin De Bruyne hay Erling Haaland, thì những cầu thủ trẻ của đội chủ sân Etihad vẫn là quá vượt trội. Riyad Mahrez chắc chắn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu ngày hôm nay. Đồng thời, tiền đạo người Algeria tiếp tục là hung thần của Chelsea khi chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng tối thiểu cho Man City trước The Blue 3 ngày trước trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Với một đội hình đồng đều cả về chất và lượng, không ai có thể phủ nhận Man City vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thậm chí đây có thể là mùa giải mà nửa xanh thành Manchester đủ khả năng để giành từ 3 cho đến 4 danh hiệu. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.